7 sự thật phũ phàng về cuộc sống khiến bạn bừng tỉnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta dành phần lớn cuộc sống để chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó xảy ra, chờ đợi một điều gì đó kết thúc, chờ đợi một cái gì đó để bắt đầu. Nhưng tại sao chúng ta lại phải tốn thời gian chờ đợi? Đã đến lúc đối diện với sự thật phũ phàng của cuộc sống và thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Từ đó dành thời gian quý báu của mình để vươn lên một tầm cao mới, điều mà bạn từng nghĩ mình không thể. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta đến với 7 sự thật phũ phàng về cuộc sống khiến bạn bừng tỉnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thứ nhất, là không có ai bận rộn tới mức không thể trả lời tin nhắn của bạn. Không có cô nàng hay anh chàng nào quá bận rộn đến nỗi không thể trả lời tin nhắn của bạn. Không một nhà tuyển dụng nào không có thời gian để liên lạc với bạn. Hãy nhớ rằng, mọi người chỉ dành thời gian cho những việc họ thấy quan trọng. Thế nên, nếu bạn không nhận được hồi âm từ một người nào đó, có nghĩa là họ đã cố tình không trả lời bạn. Vì vậy, càng sớm rời xa họ, bạn sẽ càng có cơ hội gặp được người thực sự tôn trọng mình. Thứ hai, mọi người đều đặt lợi ích của bản thân lên đầu tiên. Cho dù mọi người có đáng yêu, tốt bụng và quan tâm đến người khác như thế nào, thì họ vẫn sẽ đặt lợi ích cá nhân của mình lên đầu tiên. Xã hội hiện đại là vậy. Trong công việc, thậm chí những vị sếp tâm lý nhất cũng không thể tự nhận ra được việc họ đã vô tình giao quá nhiều công việc nếu bạn không lên tiếng. Hầu hết, mọi người đều yêu cầu nhiều hơn những thứ bạn có thể đáp ứng. Vì vậy, hãy cố gắng thiết lập giới hạn riêng của bạn và để những người xung quanh biết về giới hạn đó. Một người can đảm sẽ không ngần ngại nói không, để từ chối hay sẵn sàng lên tiếng khi cần thiết. Họ biết rằng chỉ có họ mới có thể giúp được bản thân mình và không thể trông đợi ai khác làm việc đó cho họ. Thứ ba, bạn không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Sự thật là bạn sẽ không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người. Dĩ nhiên, bạn có thể thử, nhưng bạn sẽ không bao giờ thành công. Sẽ luôn có một ai đó không tán thành con đường mà bạn đã chọn. Có một doanh nhân từng nói rằng, tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người. Sống trên đời, nếu dành hết tâm trí mình để quan sát thái độ người khác, từ đó nương theo mà hành xử, chiều lòng họ, thử hỏi cuộc đời bạn còn có ý nghĩa gì không? Khi ấy, phải chăng là bạn đang sống hộ người khác? Phải chăng là muốn trao vận mệnh của mình cho kẻ khác? Vì vậy, hãy nhớ quyền quyết định là chính bạn và hãy can đảm theo đuổi những gì bản thân cho là đúng. Nên nhớ rằng, vị thẩm phán duy nhất bạn cần làm hài lòng trong cuộc sống này chính là bạn. Điều thứ tư, thế giới không nợ bạn điều gì. Bạn có thể là người điềm tĩnh nhất, thông minh nhất hay thú vị nhất trên thế giới, nhưng nếu chẳng có ai công nhận những điều đó thì bạn cũng không là gì cả. Bạn đơn thuần chỉ có hai sự lựa chọn có sẵn, hoặc dùng cả cuộc đời để than trách rằng bạn xứng đáng được nhiều hơn những thứ bạn đang nhận được, hoặc bước vào thế giới và cố gắng đạt được những gì bạn muốn. Có một điều là cho dù bạn lựa chọn thế nào thì bạn cũng luôn đúng. Giống như Henry Ford từng nói, dù bạn nghĩ là mình có thể hay không thể thì bạn đều đúng cả. Vậy, bạn nghĩ đâu sẽ là sự lựa chọn mà những người thành công thường làm điều đó? Điều đó chỉ có thể tùy thuộc vào quyết định của bạn. Thứ năm, bạn thường bảo chữa cho chính mình. Suốt cuộc đời, bạn có thể đổ lỗi cho thế giới hoặc người khác rằng bạn không có đủ thời gian, tiền bạc, năng lượng hay nguồn lực để thực hiện mục tiêu của mình. Và bạn biết không, một sự thật nghiệt ngã rằng mỗi người trên thế giới này đều có ít nhất một lý do hoàn hảo để biện minh tại sao họ không sống như điều họ muốn. Những người thành công trong cuộc sống không tìm lời bào chữa, họ tìm mọi cách để vượt qua những trở ngại thay vì bị đánh gục. Đó là lý do tại sao họ luôn thành công trong cuộc sống. Điều thứ sáu, hành động mới là thứ quyết định cuộc đời bạn, không phải là suy nghĩ.
bạn có thể ngồi trong nhà cả ngày để suy nghĩ về một thế giới tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại. Nhưng chỉ khi thực hiện điều bạn suy nghĩ thì bạn mới có thể tạo nên sự khác biệt. Nghĩ mà không hành động thì đó là sự khởi đầu cho quá trình trì trệ. Tác hại của nó giống như hút thuốc lá vậy. Hút một điếu không thể khiến chúng ta suy sụp tinh thần, thể lực, gây ảnh hưởng đến sức khỏe một cách tiêu cực ngay được. Nhưng nếu kéo dài như vậy, góp gió thành bão, chúng ta sẽ phải đối mặt với đủ loại bệnh về phổi là lẽ đương nhiên. Tương tự như vậy, chỉ nghĩ mà không làm nhiều lần đến mức thành thói quen thì thất bại là điều tất yếu. Nghĩ mà không hành động cũng dẫn tới thói quen thích kêu ca hay phàn nàn. Bạn nhận thức được vấn đề, bạn biết sửa sai nằm ở đâu, nhưng bạn không chịu đứng dậy, xắn tay áo lên để bắt đầu giải quyết, thì khó khăn mãi mãi tồn tại ở đó. Hiện trạng không thay đổi, vẫn bế tắc và tiếp tục phàn nàn kêu ca. Nó trở thành một vòng lặp không ngừng. Bởi vậy, một kế hoạch hay, một ý tưởng tuyệt vời chỉ có ích khi nó được triển khai bằng hành động. Nếu không, nó vẫn chỉ là sự ảo tưởng. Hãy nhớ rằng, chúng ta được đánh giá bởi hành động, chứ không phải theo ý định. Và điều thứ bảy, không ai có thể cứu bạn khỏi cuộc đời của bạn. Trong cuộc sống, chúng ta luôn chờ đợi điều gì đó. Có thể là chờ đợi gặp được quý nhân hay tri kỷ, chờ đợi giấc mơ trở thành hiện thực hoặc chờ đợi kết quả phỏng vấn, vân vân. Khi không hài lòng với cuộc sống hiện tại, chúng ta hy vọng một cách phi lý rằng có một phép lạ xảy ra giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sự thật, cuộc sống không phải như vậy. Vấn đề không thể được giải quyết bằng một cây đũa thần. Nếu muốn thay đổi cuộc sống và đạt nhiều hơn những gì đang có, thì bạn phải là người thực hiện những mục tiêu đề ra. Trên mỗi bước đường đời, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn thử thách lại chính là động lực giúp chúng ta vươn lên. Nếu như trên mỗi bước đường đời, bạn đều muốn dựa vào người khác, đem hy vọng cuộc sống ký thác lên thân người khác, bạn sẽ khiến cuộc sống của chính mình luôn ở thế bị động. Có thể lúc ban đầu, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái với cách sống này. Tuy nhiên, trên đường đời dài đằng đẵng, bạn sẽ bước đi một cách vô cùng khó khăn, vất vả. Bởi vậy, những người mạnh mẽ luôn nắm trong tay một sự thật đơn giản. Lúc gặp khó khăn, bạn không cần chờ ai đó tới giúp. Hãy tự vượt qua bằng chính bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 7 sự thật phũ phàng về cuộc sống khiến bạn bừng tỉnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.